Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn cách làm sóng nhạc rất đơn giản trên trình duyệt. Bạn không phải tạo bằng phần mềm đấy, trình duyệt. Trên trình duyệt thì có rất nhiều loại trình duyệt. Thì trình duyệt tôi tìm được là một cái trang web này nó chuyên làm sóng nhạc thì nó đẹp hơn và nó rõ ràng và dễ ghi hơn. Trước mắt làm sóng nhạc thì các bạn phải có Camtasia để chương trình ghi màn hình đấy, thì trước mắt là bạn phải khởi động Camtasia lên. Bạn khởi động Camtasia lên rồi bạn bấm nút ghi màn hình nhé. Bạn nút bấm nút ghi màn hình thì ở đây thì tôi giới thiệu cho các bạn một trang web. Đây, trang web http away ghi thuật html5 audio. Các bạn có thể là dùng thế này. Đấy, ghi cả dòng này nhé, hoặc là bạn chỉ gõ là HTML5 audio là được, và Google có nhé. Thì đây là muốn cái đó thì bạn tìm được. Thì cái này thì tôi sẽ có đây rồi, tôi có sẵn đây rồi. Thì bạn khi bạn bật nút ghi đây, ghi màn hình đây, nút ghi thì là bạn bắt đầu chọn tệp. Bạn nút ghi 1 2 3 và bạn chọn tệp nhé, để chuẩn đếm 1 2 3 xong rồi lại chọn tệp nhé. Đấy, bằng phần mềm ghi khác cũng được. Đây. Tôi sẽ chọn một bài hát nào đó. Đây. Một bài hát này. Thì nó sẽ loát vào. Loát vào có nhạc đấy. Thì loát vào có nhạc đấy. Bạn để cho nó nhạc nó chạy xong bản nhạc thì bạn nhấn stop nhé. Bạn nhấn stop. Để nhạc mà các bạn thấy chưa? Các bạn thấy nhạc rất đúng, nhạc là cái sóng nhạc nó chạy nhảy rất đúng. Rất đúng. Cái nhạc chét bass lên rồi là nhạc lên rất đúng đấy. Nó không như các phần mềm mình làm đấy, nó giả lập, nó không được chính xác cái lắm. Cái này là làm đúng luôn nhạc. Đấy. Đấy. Lên lên xuống xuống rất đẹp. Cái sóng nhạc này rất đẹp. Thì cái video này thì chủ yếu giới thiệu cho các bạn làm về sóng nhạc, đó là cái trang web để làm các bạn tạo sóng nhạc xong bạn dùng Camtasia để ghi ghi lại màn hình. Phần mềm Camtasia 9 ấy, ghi lại màn hình thì ghi lại xong thì bây giờ là bạn có thể là stop stop thì bây giờ nhá, bây giờ bạn có thể là tiếp tục là ghi làm cái mà để cắt cái hình này cho nó. Bạn bấm vào công cụ cắt rồi này, trên đây nhá, cắt trên này này, kéo xuống này. Bạn lấy mình cái phần nhạc rồi nhá, đấy, lấy mình cái chỗ đây này, đấy, bạn kéo hết, thu nhỏ lại. Thì bây giờ muốn cái nhạc nó đang bị cái nền đen như thế, thì bây giờ bạn muốn để cho nó mất cái nền đi, và bạn thí dụ bạn bỏ một cái tấm ảnh nào đấy đi, tấm ảnh nào cho nó đẹp đẹp, rồi là ví dụ như tấm ảnh để làm ca nhạc chẳng hạn. Ảnh một làm ca nhạc chẳng hạn, ví dụ như đây, bạn cho xuống thumbnail này, bạn cho tấm ảnh xuống kéo dài này, kéo dài cho bằng cái đoạn nhạc này chẳng hạn, bạn cho cái bạn phải bấm sang cái này bạn mới điều chỉnh được cái góc này, góc này. Tại sao cái hình nó che mất cái kia rồi thì bây giờ là bạn phải đưa cái này lên che mất cái ấy rồi, đưa cái sóng nhạc này lên đó, nó nằm ở trên đó, nằm ở trên.
số nhạc nằm ở trên đây. Nhạc nằm trên nhé. Đấy. Thì bây giờ bạn muốn cho nó được thống nhạc, cho nó trong không bị che cái màn này, thì bạn bảo bấm vào mô đây này, vào visual này, video effect này, bạn bấm vào remove color này. Thì cái này nhiều bạn biết rồi, thì cái này chỉ là xóa cái phông nền. Ví dụ như bạn ở một cái làm cái video, bạn có thể ghép được các phông nền màu xanh hoặc màu khác, màu nói chung là màu xanh thì bạn sẽ xóa được, và màu đen thì khác, một số màu sẽ khác với cái màu của mình. Bạn bấm vào kéo vào đây, thì trong này thì là bạn có cái bút ở đây đấy, bấm với bút bạn đã bấm vào đây là đó là còn cái sóng nhạc không đấy, thấy chưa? Thì bạn bấm xong cái sóng nhạc đó thì bạn kéo cái sóng nhạc này xuống này. Ví dụ như bạn để cho nó nhỏ hoặc là to tùy ý bạn, hoặc là bạn có thể là copy ra thêm, bạn paste vào đây, bạn đây, đây cho nó đẹp, cho nó nhiều vào chẳng hạn, cho hai cái bên hai cái chẳng hạn, tùy các bạn thích cái chọn đẹp giờ. Thì đấy đấy là nhạc, là nhảy theo. Còn trang trí hình thì các bạn có thể thêm về cái hình để mà làm cho nó đẹp, thì import bạn thêm cái hiệu ứng nào đó, hiệu ứng video nào đó đây. Ví dụ như đây, làm cho mấy bước để các bạn làm cho nó một cái video đẹp nhé, video cho nó hoàn chỉnh đây. Đây, một cái hiệu ứng là sao quay tròn dài này. Thì ở đây thì bạn vẫn phải dùng cái visual đây, bạn kéo vào đây để xóa cái phông nền nó đi. Thì đây bạn bấm vào cái này, bạn xóa đi. Đấy, ở đây thì nó đang còn sắc, nó đang còn lên các lỗ độ, nó không được đẹp này. Bạn kéo cái thanh trượt tô này cho nó mịn, là cho nó nhỏ cái lại này. Đấy, thanh chốt xe bạn cho lại tí này cho nó sắc nét này. Đấy, bây giờ mở đây. Đấy, có cả rất đẹp đúng không? Xong đó thì chúng ta render thôi. Thì render đã là một cái video rất đẹp rồi. Bây giờ các bạn đã hoàn thành và có nhạc, video rất đẹp, đó là xong một bản nhạc. Và các bạn đánh chữ vào cái hình hình nào đó, hình đây chẳng hạn, hình này chữ nhạc gì thì các bạn cứ điền vào và thêm hiệu ứng và nhạc nháy vào nên hấp dẫn cái video, nó có động. Đừng có để cái ảnh nó đứng yên một chỗ thì nó không bao giờ đẹp, mà khán giả nhìn vào mà thằng thích. Đấy, đây là cái video này tôi giới thiệu ở đây là như thế. Còn tiếp tục các bạn đón chờ vào các cái công cụ làm video sale về sau, các bạn có thể kéo dài cái đoạn lách lên nhé. Cảm ơn các bạn thấy hay thì like và chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất nhiều, đăng ký kênh ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn.